Hải Dương cấm cửa xe chở hàng, điểm ùn tắc nóng nhất Hà Nội hạ nhiệt. Tình hình ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã giảm nhờ sự điều phối, dẫn đường của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, điểm nóng mới lại xuất hiện trên quốc lộ 18, tắc kéo dài tới 6 km. Thông tin trên được nêu ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông Vận tải, Giao thông Vận tải với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển hàng hóa chiều tối nay, ngày 26 tháng 7. Hải Dương từ chối xe chở hàng hóa bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết. Trong ngày hôm nay, tại một số trạm kiểm soát như trạm km 376-200 trên quốc lộ tỉnh Điện Biên, các xe xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ùn ứ khoảng 1 km. Nguyên nhân do tỉnh Điện Biên yêu cầu tất cả công dân khi vào tỉnh Điện Biên phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Xe nào không có giấy xét nghiệm phải quay đầu hoặc đợi để test nhanh tại trạm. Do vậy, nhiều xe xếp hàng đợi kết quả xét nghiệm. Đáng chú ý, chốt kiểm soát giao thông trên quốc lộ 18 đoạn qua Phả Lại, Quảng Ninh bị ách tắc hơn 6 km. Lý do là tỉnh Hải Dương không cho các lái xe thiếu giấy xét nghiệm PCR âm tính đi qua chốt. Tại Hà Nội, từ khi Hà Nội thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong 3 ngày vừa qua khu vực nóng nhất về giao thông là tại các chốt kiểm soát cửa ngõ. Điển hình là tại chốt trên quốc lộ 1, cầu Phù Đồng đoạn Bắc Ninh, Hà Nội, chốt trên quốc lộ 5 và chốt tại trạm thu phí Pháp Vân, cầu Rẽ. Đến ngày hôm nay, qua kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tình trạng ùn tắc tại các chốt cửa ngõ Hà Nội đã cơ bản được giải quyết. Bà Hiền cho hay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất với Cục Cảnh sát Giao thông thành lập tổ điều phối giao thông, xây dựng quy chế hoạt động của tổ điều phối áp dụng thống nhất để điều tiết, phân luồng giao thông tại các chốt kiểm soát để giảm ùn tắc giao thông. Lúng túng cấp giấy ưu tiên, đại diện Bộ Công Thương cho biết đã có hướng dẫn hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, còn có nhiều phản ánh từ phía doanh nghiệp vận tải. Chủ hàng khi đăng ký vận chuyển những hàng hóa chưa có trong danh mục hướng dẫn của Bộ Công Thương và của một số địa phương, ví dụ như thức ăn gia súc, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ cho việc sản xuất hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất phát triển kinh tế. Điều đó gây lúng túng cho các sở giao thông vận tải khi xem xét cấp giấy ưu tiên luồng xanh vận tải, lưu thông hàng hóa, quy giờ cốt cho các doanh nghiệp, người dân. Ngay khi nhận được phản ánh, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bàn giải pháp và yêu cầu sớm có hướng dẫn, tháo gỡ. Đại diện Bộ Công Thương cho hay, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho hay, sau 3 ngày triển khai giãn cách xã hội, sở này nhận được hơn 20.000 đề nghị cấp quy giờ cốt và cấp được hơn 7.000 giấy thông hành. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũng thông tin, việc có rất nhiều hồ sơ không đủ điều kiện, không đủ thông tin và những vướng mắc trong việc xác định danh mục hàng hóa thiết yếu được lưu thông qua địa bàn thành phố cũng đang trở thành nguyên nhân dẫn đến số lượng và cấp chưa đáp ứng được nhu cầu. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, để đảm bảo thời gian giải quyết đăng ký giấy nhận diện phương tiện được nhanh chóng và tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải, đồng thời giảm áp lực cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hôm nay Tổng cục đã có văn bản điều chuyển một số lượng xe nhất định từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tới 11 Sở Giao thông Vận tải khu vực phía Bắc tiếp nhận và giải quyết thủ tục. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trong vài ngày qua đã liên tục ghi nhận nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống phần mềm cấp thẻ ưu tiên luồng xanh vận tải. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị Cục Tin học, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ về kỹ thuật để nâng cao bảo mật, chống tấn công mạng và hệ thống.